Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel We Wolf. Yeah. Cái này nó hơi to các bạn. Thì hôm nay Vinh rất là hân hạnh được mời rất là nhiều bạn của Vinh đến đây ngày hôm nay đến cái studio của Vinh và Minh để mà chơi cho các bạn show cho các bạn chơi một cái trò chơi rất là vui. Trò chơi đó được tên là Coop. Nếu các bạn muốn tìm hiểu về cách chơi cái game này thì xin các bạn cứ bấm phần cái link ở phần description phía dưới. Các bạn có thể coi được cái tất cả các hướng dẫn cái game chơi này như thế nào. Và game này rất là thú vị, các bạn chơi được từ như 3-4 người gì đó cho đến 10 người lần. Cho nên các bạn có những cái party rất là đông thì cũng có thể chơi game này rất là hay. Lần lượt thì mình xin giới thiệu từng bạn đi ha. Ok, hello, xin chào các bạn. Mình là Minh, mình là cameraman và cũng là editor cho WeWoof channel. Hello, xin chào mọi người, mình là Duke, mình là new player hôm nay. Hello tất cả mọi người, mình là Cody, thì mình có bán vài sản phẩm trên website của mình. Mình là Trường, mình mới ra trường và mình cần job. Chào mọi người, mình là Khôi, hiện tại Khôi có một cái kênh YouTube channel nên nếu mọi người muốn xem những cuộc dẫn ngoại thì đừng có quên check out kênh YouTube của Kim với Khôi nha. Thì mình sẽ để tất cả những thông tin của những bạn nào trong nhóm này mà làm những cái việc vui vui đó mình để phần description phía dưới, các bạn cứ check it out, ok? Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chơi game nhé. Thì bắt đầu game thì mỗi người sẽ được 2 xu. Thì mình sẽ chia cho mọi người 2 xu nha. Gọi 2 xu này. Phát lương. Phát lương. Đầu tháng. Hết phải bụt. Cuối tháng mới được lãnh lương chứ đầu tháng ta lại được lãnh lương. Là cuối tháng đó. Đầu tháng tháng kia là cuối tháng này đó. Khó. Khó quá. Cũng khó lắm. Ok. Sau đó thì mỗi người sẽ được 2 lá bài. Hai lá bài tượng trưng cho hai nhân vật của mình nha. Đây không phải xì giáp đâu nha mọi người nha. Okay. Xì giáp. Sau đó mình sẽ quyết định có ai là người đi trước. Thì mình sẽ chơi chọi trắng đen đi ha. Trắng đen chơi dễ nè. Ok. 1, 2, 3. Hai cái đen xuất xì đi. 1, 2, 3. Ok, Đạt sẽ là người đi trước. Vậy Đạt muốn làm gì? Ok, Đạt sẽ bóc ba sụt. Tại mình là Đúc nha. Ok, Đạt claim Đạt là Đúc đó mọi người. Nên Đạt bốc 3 xu. Mình lấy 1 xu thôi. Ồ, bạn này hiền quá. Em là Đúc nha, lấy 3 xu. Tin không ta? Từ từ nha, mấy bạn chơi từ từ nha. Để người khác còn có quyền challenge nha. Lên đây. Có ai challenge đâu? Ok, đến lượt Khôi kìa. Ok, em là Đúc, em lấy 3 xu. Đúc này yếu quá. Giọng rung rung. Em là captain, em lấy 3 xu của từ Đúc. 2 xu. Em block. Block hả? Một là captain vậy thôi. Vậy thôi. Chết rồi. Ok, mình cũng là Đúc với lấy 3 xu. Teo. Là 4 Đúc rồi đó. Teo. Đúc mà. Thì đó. Có một sự rẻ cho tích nhẹ đây. Không tích thì cái challenge không có đúng đi. Lấy 3 xu mà nó Đúc mà. Lấy 3 xu. Những 3 dáng này giết người. Vậy là ambassador mình sẽ lấy 2 lá. Mày 2 lá đúng là 2 lá. Có ai challenge không? Không em... có gì để challenge cả. Không tin tưởng tuyệt đối. Không hả? Không đúng không? Không đúng. Thì anh cứ lấy đi. Coi 4 lá đó, coi 4 lá xong bỏ lại 2 lá. Coi cả 4 lá. Coi cả 4 lá, bỏ lại 2 lá. Nghiền mình quá. Mình đã quyết định. Quyết định là không lấy lá nào. Quyết định nó cứ như là một cái vòng tròn tuần hoàn vậy đó. Ok, em là Đất nha, em lấy 3 xu tiếp nha. 3 xu. Ok, em là Đất, em lấy 3 xu tiếp nha. Dạ, Đức. Dạ. Ai cũng vậy. Wow. Thôi, mình đi cướp tiếp đi, mà nó khác tầm, mình đi cướp 2 xu của bên đây. Cướp 2 xu. Không khó không? Làm gì mà có. Không thấy gì đâu nha. Trả lời lên trưởng xạo á. Nếu là captain hoặc là ambassador thì có quyền block. Làm gì ambassador ở đây? Ambassador rồi. Chả lẽ. Có lẽ nào. Không, thì không lấy 2 xu thôi. Đúng rồi. Phải không, phải từ từ. Đúng rồi. Coi nhìn nguy hiểm. Anh là Đúc, anh lại lấy 3 xu. Nữa hả? Trời nãy anh lấy 3 xu rồi mà. Lấy hoài lắm em. Rồi Đúc lấy 3 xu luôn nha. Nhiều Đức quá, giết bớt đi. Yeah. Nếu mà mình có cái thằng này là mình giết được đúng không? Đúng rồi, có 3 xu mà mình lại cầm assassin mình giết được.
ba xu và cộng cộng mình cầm cái đó nữa mà không cộng được mình giả vờ mình lấy assassin cũng được mà... nhưng mà nếu mình có assassin thì mình cứ thì mình không? Thì mình cứ mình tìm nó xin thì mình cứ giết nó vậy là hiểu rồi đúng không giết này bỏ ba xu giết ai giết khôi hả giết khôi ok khôi khôi muốn challenge không nhiều khi ông nói xạo không challenge ok sao cứ rồi rồi anh chọn hay là em bỏ à, chết luôn hai lá chết không có không tại vì một cái là em cho mình sai cái gì là em chọn không tin đâu chết luôn chống mình nãy vậy là em phải hoán lộn lại luôn rồi rồi sao đó đây em tự sao ấy là sao đây kiểu gì cũng chết rồi để cho mọi người wow khổ lẻ quá ra nhàn quá lấy cuộc người giàu chứ cho người nghèo một phút sai lầm bị loại một phút sai lầm phải challenge là phải okay. Suy nghĩ ok challenge là phải suy nghĩ nha thấy em đúng không ở đâu tao mình bảy xu nè wow tuyệt chủng bơm tuyệt chủng này bơm anh Vinh bơm anh Vinh anh Vinh ừ. Anh đang bảy xu mà em lại gây chiến với anh là em chết á chọn đi trời hả đợi đó ok đồ ngon quá xin luôn rồi lát giết thêm cái nữa là Vinh ok em hồi, hồi nãy anh lật con assassin anh để vô xong anh bóc một con mới con assassin đâu assassin trộn lại vào đây trộn lại nhưng mà có thể lấy lại được chứ đúng rồi đúng rồi trộn rồi không biết được rất là nhiều assassin thôi em tụi mình để anh đi rồi 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 ok xong cho em xin hai cái coin em làm cắp nãy giờ thì đúng rồi mình biết người này xếp rồi đúng không mình cứ cướp thôi anh kia đâu biết được xếp biết không đúng rồi cho anh hỏi là nếu mà mình bị giết là mình dùng này để block lại hay là nó cướp tiền có cái nào cái ambassador mấy đi block lại khi nào mình bị giết giết mới là lock chết rồi không chết tiếp mà can be block lại thôi 1 2 3 4 5 6 mình không có mình muốn trả vào mình có 7 ha hiểu lại gì vậy mình trả 7 xu giết một người 2 Đức á ai nữa giết em đi giết tôi mà giả bộ ngây thơ đồ lóc mẹ chọn đi nhà nghèo nó đông không gặp giết tôi tìm thơ đồ khỏe thôi khỏe thôi cướp không phải giết ok phải giết giết luôn đậm máu quá máu rồi nhà này sát thương quá anh em sát thương quá wow, Captain không đúng không đúng Captain thì nghe là hết cướp rồi nha Captain thì thế thì cướp được rồi Captain đâu anh không anh làm gì nhanh lấy một xu cướp thôi cướp hai lần là chết sao rồi em là đất nha em lấy ba xu cướp người nó cướp điểm rộng cướp em là đất á đúng rồi đầu game giờ là đất mình lấy ba xu dẫn nhà giàu cái có ai chơi lần không cái gì từ sáng giờ em là đất thì đất đầu game giờ em là đất thôi nãy anh Vinh hủy cái bài này của em mà biết sao mà có mấy xe nhưng mà có thể là không phải thế là không phải rồi là trường á trường làm gì em làm ambassador nha em cọc em lấy một lá ở đây em coi challenge hai lá coi challenge không à coi challenge không đây em có là hai lá không được một lá một lá một lá à ambassador đó đổi bài cái bài đó là cái bài khi đó lá thủ á lá này tin thôi mình tin bạn đó tin đi chấm một lá tin 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 hay không tin lâu lâu một lời gì ở gì nhìn bên ngoài vậy không đâu nhìn muốn giết rồi ok em bỏ vô lại sao lại ok vẫn đi cướp hai lá của hai xu của trường nha kỳ quá là đây là đúng nha này lấy ba xu nha cái tên nào nãy ông làm được giờ ông làm cái gì đúng bây giờ đúng bây giờ cứ lấy không ta nhân cách các bạn à giết giờ mình là giết nó mình cấp tình cũng nói tới anh làm gì đi mình phải tập trung giết những người hai lá giết người lá chỉ đúng rồi cân bằng đúng rồi cân bằng cho ông người hai lá anh em mình có bền lông có bền lông xong rồi ok mấy ba xu rồi nói được giết em giết bằng cái gì bằng tiền đâu có tiền đâu có ba xu mới giết được nhưng mà nếu như mà có lá nhưng mà phải bỏ ra ba xu trời nè, không có đủ tiền thuê người giết mà là rồi my bad ok không có tiền thuê mất lượt anh bây giờ mình có quy luật ai sai thì mất lượt không chưa đâu có trời hát kho vậy hát kho hết chứ giống này đâu có khó vậy đâu rồi okay. Rồi em vẫn là đất nha em lấy ba xu ai cho là đâu mong tới là có người chết á này
nó trả lời nguy hiểm mà. Còn tới người chết là phải trả lời đâu. Từ nãy giờ luôn á. Ba đồng à. Không rồi lấy cho người lên bàn á. Hai captain lấy hai xu kìa. Ok, mình ơi, cho những xin hai xu cho là captain nữa nha. Đó, đi cướp đi, đi cướp đi. Đi cướp đi. Đi cướp ơi, đi cướp. Mẹ cho hai xu luôn. Ok. Đấy. Cho hai xu thôi mất một lá đâu. Ừ. Đi ra đúng không? Anh cướp của em đó anh ơi. Cướp bên kia kìa, nó mới cướp kìa. Bên này cướp thành công rồi, anh phải đi cướp. Nhưng mà anh đi cướp bên này đi. Cướp thành công thì cướp. Cướp thì mất. Đúng rồi. Nhưng mà em không tin anh. Không tin anh là gì? Em chào lần, anh không phải, anh hỏi cá tầm. Là anh. Anh không phải cá tầm. Em chào lần anh á. Mọi người chết, anh là chết luôn á. Anh là chết luôn á. Đánh lên. Đốt nha. Đốt đi. Trời đầu á. Đầy vô đây quá. Ồ mẹ. Ê cày quá. Cày. Đại đại tôi làm xong rồi chứ. Cày quá. Rồi mọi người không biết mình là cái gì nữa đâu nha. Thế ẩn ngàn thiệt. Nhàn quá. Ouch. Ok em. Từ cái cha lên tôi tập bài dễ thù lắm. Tới đạt không? Tới đạt đó. Đạt đó. Trả ba con giết. Giết người hai lái kìa. Tất nhiên rồi, còn hỏi gì nữa. Dinh nghe phải ba lần chứ. Dinh được. Dinh mình đi. Chọc mình chết được. Anh có, anh có một. Hả? Lock. Lock hả? Lock kìa, trả lời lại á. Trả lời lại hả? Trả lời không? Ừ. Chắc chưa? Ừ. Đùng. Ambassador mới assassin được. Contestar mới block. Contestar mới block assassin được. Đi giết mà. Cái này block steal thôi nè. Block steal. Nè, đọc nè. Đai. My bad again. Chết luôn. My bad nhưng mà chết rồi. Chết rồi. Chết cho nó luôn đi, tại cũng không chết luôn đi. Đúng rồi. Ok. Rồi, tới ăn đó. Coochie. Mình lại làm con lưng. Ồ. Oh. Đúng rồi. Đúng rồi. Đâu gì đó. Ok. Chỉ là lót thôi, tin thôi. Anh Đức cho em xin hai bãi của anh. Hai chiếc con. Hai xu. Hai xu, hai xu. Đức không lấy. Hả? Đức không lấy được. Đức mà lấy ba xu mà. Không, 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 lấy hai. Captain. Captain mà phải không? Đúng rồi, Captain. Trưởng nó đang claim là Captain á, anh tin không? Anh có tin không? Challenge. Tụi nào mà challenge? Trời ơi. Sâu quá. Trời ơi. Đưa hai xu, đưa hai xu. Đưa trưởng hai xu. Đưa trưởng hai xu. Rồi, anh bóc thẻ mới luôn. Assassin luôn, chưa kịp giết người. Mình hôm nay là giờ em đi giết rồi. Em đi giết. Không, hồi nãy em là assassin. Em bỏ ba đồng em đi assassin, anh đã. Đâu còn contestar ở đâu mà còn gì nữa. Nó sẽ còn hai lá mà. Thì đấy, giờ anh có ở một block không? Tuổi nào mà block được. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Đúng rồi. Đấy, mất con đúc bây giờ. Con đúc nãy giờ kiếm tiền. À, tiền của tạm. Trả ba xu rồi, đâu giết rồi đúng không? Rồi. Anh trả ba xu giết rồi. Rồi, tiền chủ luôn hả? Assassin á. Assassin hả? Giờ anh mình giết à? Giết trưởng. Ồ, chưa nhiều tiền. Chưa nhiều tiền. Không tin đâu. Không tin anh là assassin. Không tin này. Không tin này. Này thì không tin. Được game, được game. Nó mới chưa cầm game, cầm một người nữa. Được rồi, được rồi. Một con mới nè, một con mới nè. Không chết rồi. Tự nhiên nè. Cái này anh giết là anh bỏ vô nha. Đúng rồi, đúng rồi. Mẹ. Lấy hai xu đi. Ok. Cướp hai xu của em đó. Chào em xí. Giờ một là chết, hai là sống thôi đúng không? Đúng rồi. Thì cứ chơi đi. Không, bây giờ anh nghĩ làm sao mà anh có thể out. Anh quyền block stealing mà. Anh suy nghĩ đi kìa. Captain lẫn ambassador đều có quyền block stealing. Hoàn quan trọng phải không? Có phải là phải không? Đúng không? Ý là anh đang steal của em thì nếu em là ambassador hoặc là captain thì em có quyền block stealing. Thì em hoặc là em challenge. Ừ. Tuy, tất cả như vậy. Mọi người có tin hai người này không mọi người ơi? Nhìn nhau hồi lâu nữa đi chắc tin đó. Không tin. Không tin cái gì? Không tin challenge. Không tin anh là captain. Ừ. Không phải tin. Round 2. Xin chào các bạn đã quay lại. Bây giờ mình chơi game nha. Mỗi người sẽ được 2 xu nè. Được tới được tới 2 xu, 2 xu. Cái này là hello, hello. Lương đầu tháng hả? À? Thích lương. Hai tuần được lắm lương một lần. Thích lương đầu tháng. Sáu bộ. Sáu bài lại lên, chia cho mỗi người hai lá ha. Giữa tháng thôi. 4, 5.
hy vọng là mình sẽ cần được con gì đó mạnh mạnh. Con gì đây? Con này. Ok, bây giờ mình sẽ phân chia coi ai đi trước, ai đi sau nha. Rồi, ai đi trước, ai đi sau đây? Là trắng đen ha. Trắng đen này, trắng đen này. 1, 2, 3. Giờ mọi người không đi trước luôn. Mọi người đã tin tưởng Vinh nha, Vinh là đúc. Đấy, đi trước cầm lúc, cho lành. Như gì cha lành? Không tin anh. Anh không phải đất. Kéo kim đồng tiền luôn. Không cho lấy. Mới vô mới đầu tiên cho rồi. Tao bây em cầm lá rồi, thì xác suất anh là khá cao. Phải đi. Đây này là mình từ bỏ đúng không? Từ bỏ. Bỏ lấy đất à? Đó, bỏ lấy đất mình cầm để kiếm tiền mà. Đúng. Rồi, thế thôi. Rồi, này vô, sắp phụ lên lại những cái lời bốc ra đúng nơi đó sao? Mọi người ơi, giết mình thôi. Mọi người cho người khác sắp phụ thì con này là mình lắp. Đó, mình có dạ, mình có lấy được 3 xu nha. Mình thành công mà. Còn 7 lá, 7 xu mình không. Cha là tao bại bả mà. Kệ thôi. Rút nha, lấy 3 xu nha. Giết Tiên Vinh chứ. Còn mình lắp. Ai giết Tiên Vinh rồi thế nào? Mới vô, tiền nhỏ tí xíu. Có chào tiền. Đúc kìa, trời ơi hay á. Ai cũng kèm đúc. Đúc đồ, không muốn xem nữa nha. Coi đi. Lật lên lá. Ủa ông lấy ông lên đến đó nè. Lấy lúc này. À, làm cho em với xào lại. Làm mất cái income. Nhà nữa. Mất income. Buồn vãi. Mình chơi phải mạnh mẽ đúng không? Chơi game với nhau. Đúng rồi. Rồi. Thấy coi bạn chút. Mày làm đất để bị chặt lần nữa ta. Rồi lại bên kia kìa. Mình là đúc nha. Đúng rồi hả? Đúng. Tên đúc mà. Chặt lần đi. À, tên đúc. Nhà mình là đúc. Tên đúc á. Em chặt lần nè. Tên đúc luôn. Chặt lần. Tên đúc luôn. Chặt lần. Chặt chặt. Ok. Tên là đúc luôn á. Trời đúc kìa. English á. Làm lẽ mất tinh con, mất sáu tay. Bạn mất niềm tin thế. Ủa mình là 4 con đúc rồi. Bạn này nhiều đúc ghê luôn á. Nó mệt ấy. Cái liều lĩnh này. Không, mình phải làm cái game nó balance lại siêu chứ đúc nhiều quá. Đúng rồi, đúng rồi. Thật ra mình không cầm đất đâu, mình cầm con Ấn Độ nè. Đúng rồi hả? Ambassador. Ambassador. Phải trả lời nào? Không. Mình nói mình là ambassador và mình muốn đổi bài kìa, mọi người có muốn cho mình đổi bài không? Đổi bài đi. Không làm được cái gì đâu. Đổ ra đất sao? Nãy giờ đất nó hơi nhiều á. Đất thì lỡ phát ra lại của người đã đúc ra đâu biết được. Ok. À xào lên đúng không? Xào lên. Đúng rồi, xào lên. Slow-mo. Slow-mo, rồi. 60 frame, slow-mo là. Em lần đốt em lấy 3 đồng nha. Ai cho mình challenge đi. 3 đồng hả? 3 đồng. Sao là nghĩa? Em nghĩ là nên challenge. Challenge đi. Còn lại 4 con trên bàn. Còn 2 lá cho lần nó đi. Ai còn 2 lá cho lần em đi. Yêu đâu. Yêu đâu. 4 con lá, 1 là nó chết, 2 là mình sống đó. Đúng rồi. Đưa anh càng ngã về không? Anh cho lần đúng không? Challenge. Rồi. Đúng đâu. Chết luôn. Chết. 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 Đất kìa. Chết. Chết. Cha là lúc này hơi sớm. Phải nói rồi từ từ. Tại em phải tin là đúc đi xong em dùng cát tay đi. Không đi dùng cát tay đi xíu đi lấy đồ. Không sao. Không sao không sao. Nhưng mọi người cầm đất nhiều quá. Chia bài 4 lá 4 người cầm. Ghê gì? Ghê gì? Tay ai không thiệt chứ. Ok, Vinh là ambassador, Vinh muốn đổi bài. Coi tin nào. Anh tự được thoải mái đi anh. Mới lại cái này. Lấy hai lá nha. Ambassador thoải mái. Sao? Ông kiểu assassin. Ôi giời ơi. Ôi bây giờ ơi. Chết. Lấy hàng đúc ra luôn. Chết nghèo rồi. Lấy hàng đúc ra. Chết mấy nghèo rồi. Rồi, đến lượt bạn đó. Ok, bóc 2 xu nha. 2 xu à? Block. Đúng rồi, block. Ờ, đúng rồi. Đúc một đống mà. Mình cũng block bạn đúng nè. Dạ, giờ ai challenge vậy? Thì anh muốn challenge ai? Không ai challenge gì đâu, tại em lấy em block đấy nè. Bây giờ em nói có người block nè. Không ai tin. Bây giờ mình tin thôi, không có tin thôi. Tin challenge thôi đúng không? Hồi nãy giờ đúc không hả? Đây là được anh càng ngã về không tiếp. Bạn mình bỏ là đúc đi rồi. Đúng rồi. Em nghĩ có con lá làm sao block và đúc rồi gì. Anh mới đổi lại bài mà. Nãy giờ mọi người bỏ đúc vô đây rồi. Rất là nhiều đúc trong này luôn. Ok, thôi coi như mất lượng khó lắm sao. Từ từ đi, tại nhiều người quá nên là nguy hiểm. Mình giết một người. Mình phải tin. Giết ai? Đồng chí Vinh. Giết Vinh làm gì? Ai biết.
Muốn giết ai gì? Tự nhiên hỏi cái thôi. Nó 3 lần đúng không? Bất ngờ luôn. Chắc là 3 lần thôi. Block. Block hả? Không có đâu. Con này nè. Có đâu. Mình mới bóc 3 lá đó. Anh xui à? Đổi 2 lá mà. Đúng rồi. Anh có đổi 2 lá luôn. Sao nãy hình như là lấy xong đổi không? Đúng rồi. Giờ không biết anh bên cầm gì hết á. Không biết bài cái gì. Challenge. Challenge gì? Challenge là challenge cái... Contesta. 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 Có cách xét nào không? Không có. Làm gì mà có? Làm gì mà có? Anh Vinh mất 2 câu. Tuyệt vời. Thấy không? Hồi nãy thấy anh Vinh. Ok, anh Vinh không đúng là chơi chưa defensive như vậy. Anh Vinh là Contesta đâu. Anh Vinh xong giờ. Ok. Đó, đó, lên được Contesta, em không lấy á. Không mốt được. Mình thấy cứng lên anh em. Đây em thì lên mình thì đắp thì mình lấy 3 xu thôi chứ đâu dễ mà. Nãy giờ không được cha lên. Cha lên đúng được kìa. Sure không em trời. Sure. Nè đất nè. Trời ơi. Hợp lý chưa? Mất một con. Chọn con nào, chọn con nào bỏ ra. Đầu quá anh Vinh hả? Có con kiếm tiền. Có một con đi loại người ta. Gì đâu, giờ mình lấy assassin đi giết người thôi. Ok. Một assassin thôi. Bây giờ assassin à. Bây giờ xong. Bây giờ em thôi để cân bằng mọi thứ thì em sát sinh em bỏ 3 đồng ra em giết anh Đạt. Đúng rồi, mỗi người phải challenge đi nè, ông đợi ông đúc á. Challenge để ớt lem đất mà. Đừng để về thấy vậy. Thấy không, thấy không? Anh cũng chết rồi. Chết rồi, đâu sao. Anh còn sống mà em sống nhân anh. Nha, nha. Một là anh block, hai là anh challenge đi. Bên bên đây là chắc chắn là không phải là gì đó. Chết rồi nói gì không. Sao sẽ là kẹt kéo lên không? Chết rồi nói gì vậy? Hồi nãy lấy đúc. Nãy nó mất assassin. Ý là nó có 2 lá mà nãy nó mất một lá. À một lá. Mới em challenge chết con rồi. Giờ em đây là thẻ em mới đổi luôn nha, có tin em hay không thôi. Giờ anh challenge em. Thẻ mới đổi hả? Sao đổi được? Đúng rồi, tại vì nãy em bị coi out con đất đó, em bỏ thẻ vô em đổi. Đúng rồi. Không phải đâu. Không chắc chắn. Giờ em giờ con gì cũng cầm được hết á. Em phải challenge mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Đúng rồi, giết đi. Em giết rồi giờ anh. Ờ giết con. Giết con nào? Đặt lên đây anh nhìn con bên phải quá, tôi để em lấy con này nha. Đặt lên. Captain. Con. Ba lá của anh. Giết. Rồi sao? Còn tiền trả ba xu. Giết em sao lần anh? Không. Kiểu gì cũng chết đúng không? Mình biết nhau mà. Ừ. Ủa là con ai anh em mình hả? Không không. Còn đẹp không? Nữa. Đẹp một cái. Lấy bài đi kìa. Đây sẽ lấy một lá bài mới nha. Có thế. Anh còn 2 lá. Không hai con có 2 lá nè. Một lá instruction. Nói tới anh đó, tên đi. Ok, anh là đút nha. Nữa à? Lấy 3 lá, lấy 3 xu. Nãy giờ không lấy ra. Chắc thì mới đổi. Mới đổi lá mà hồi nãy đó. Đổi không? Anh nãy đổi đâu, anh cứ vậy thôi mà, mọi người đổi lá gì. Đâu, nãy giờ đâu có đổi đâu. Ừ, không đổi. Cho anh đi, trời ơi. Nếu nhớ giờ ông đổi thì ông đâu có thể bốc lá đất ở trong đó. Cho anh đừng mới đổi sao? Tại này em mới claim assassin anh giết ai đó. Ừ. Anh học hỏi từ quân các quân đệ luôn đó. Trả lời nào. Bây giờ tôi này. Trả lời không? 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 Chưa lớn rồi anh Minh. Rồi đảo tiếp nè. Một phút nào đó trong game mình đã bị wow. Wow. Số nữa thôi là. Nhanh quá. Không lẽ giờ này lực ghê lắm. Không có đổi ra assassin á là thật. Không lẽ anh Đạt lại. Đạt rồi, tới Đạt đó. Thế rồi, for an A đi, for an A đi. Lấy 2 cặp, đó. Block làm gì mà block được. Block được đâu luôn. Block cho lệnh cái là xong mà thắng rồi. Yeah. Thì bây giờ mỗi người thẻ kiểu gì cũng 1 chung 2 rồi. Anh lấy 3 xu. Anh là đút. Ủa mới đổi mà sao đút được nữa đúng không? Thì đúng qua cái tay anh Vinh đúng, đúng mà tại sao lại không cái, không block for an A. Cái tay anh Vinh đó là tay Vinh rất là hơn. Giờ kiểu gì cũng đủ thẻ giết anh rồi. Chắc sao anh cũng chết, chết luôn luôn. Anh không chết, anh giết. Gì? Ủa sẽ không block? Assassin giết kìa. Không chơi block luôn. Ok cũng được. Assassin giết nè. Giết luôn. Giết không? Ừ. Block. Block sao? Block một cái star. Block một cái lên lại luôn á. Trời ơi gì cơ bật ngửa cha lên như luôn. Đâu block một con Testa. Block bằng thế này nha. Anh có thể block còn lại có thể cha lên lại nhưng khi ông không phải là assassin thiệt. Thì nếu mà block rồi anh cha lên block rồi anh nói block rồi. Anh block không? Thì mình phải block rồi mà phải đúng. Phải cha lên. Cha lên lại đó. Ok. Lật lên nếu mà là con Testa thì đáng. Cần thấy giả thẳng mà chắc chưa? Không mà cần đi nói rồi, lật đi. Mọi người chắc rồi phải không? Ừ. Ok. Đà. Một lát hai game luôn. Anh về quá. Thôi giữ thẳng hai game. Giữ cái đường cùng nữa. Có này sống sót. Có nào cũng thẳng à. Giữ cái đường cùng nữa là. Giờ này hay á. Tin không còn. Dạ. Ghê.